Hello, xin chào anh chị và các bạn, lại là Hiền đây. Hôm nay là một ngày chủ nhật cuối tuần đẹp trời và là ngày rất là đẹp, là ngày 6 tháng 6. Có nghĩa là lộc lộc đúng không các anh chị? Thì nhân ngày hôm nay, nhân mình nói về con số 6 thì Hiền chia sẻ với các chị một cái chủ đề có tên là 6 cái giàu trong kinh doanh di cúp. Các anh chị thấy đấy, khi chúng ta làm bất cứ một cái công việc gì thì chúng ta cũng thường hay đắn đo cân nhắc là nếu mà mình làm được thì mình được cái gì? Và nếu như mình làm không được thì mình có mất cái gì không? Nếu mà được rất nhiều so với mất thì cũng rất đáng để chúng ta thử hay là chúng ta nỗ lực đúng không các anh chị? Còn nếu như mà mất thì rất là nhiều mà được thì hầu như không được cái gì đáng kể, thì chắc chắn chúng ta sẽ phải cân nhắc xem cái việc đó có nên làm hay không. Thế thì đến với kinh doanh với Zico, chúng ta cùng nhau xem 6 cái giàu, 6 cái mà chúng ta được rất nhiều trong kinh doanh này, đó là những cái gì. Thứ nhất, chắc chắn điều mà các anh chị quan tâm nhất khi làm bất cứ một cái việc gì đó là tiền, đúng không? Chúng ta có kiếm được nhiều tiền hay không? Chúng ta có giàu lên được từ cái công việc kinh doanh này hay không? Thì xin trả lời với các chị luôn là có. Theo thống kê trong ngành kinh doanh này, các chị có thể kiểm tra trên những cái trang thống kê như là dsa.com, là cái trang về hiệp hội bán hàng trực tiếp, hay là trang business.businessforhome.org, kinh doanh tại nhà đó các chị. Thế thì theo thống kê thì hiện nay trên thế giới cứ 100 người trở thành triệu phú đô la Mỹ thì có tới 40 người xuất phát từ cái ngành kinh doanh thương mại các chị nhé. Đấy, và chưa kể là các chị thấy là trong cái ngành kinh doanh này nó có một cái đặc thù, đó là không giới hạn số lượng người thành công, hay là cũng không có giới hạn về cái mức thu nhập, cái số tiền mà các chị có thể kiếm được. Từ những người làm thêm, làm bán thời gian kiếm vài triệu, vài chục triệu mỗi tháng, cho đến những người kiếm hàng trăm triệu, hàng tỷ, hàng vài triệu đô cũng có các chị nhá, rất nhiều. Thế thì các chị có thể nhìn vào ở Zico thì hiện nay trong tổ chức Win2Win thôi, không nói đâu xa, chúng ta cũng thấy được rất nhiều những người đã có những mức thu nhập mà nhiều người phải mơ ước đúng không các anh chị? Nhưng điều quan trọng là họ không phải đầu tư một cái số vốn lớn và không phải chịu những cái rủi ro lớn như cái kinh doanh truyền thống bên ngoài, các chị đồng ý không ạ? Ví dụ như là người bảo trợ của Huyền, vợ chồng anh chị Nguyễn Huy Hoàn và chị Lê Thị Hà Linh, kết quả kinh doanh chưa đầy 9 tháng đã mang lại cho anh chị thu nhập hơn 2 tỷ đồng. Hay là bản thân Huyền các anh chị cũng trong tầm thời gian đấy chưa đầy 9 tháng thì tổng cái thu nhập của Huyền thống kê đã được là hơn 900 triệu đồng. Và còn rất nhiều những anh chị đạt được những mức thu nhập lên đến 9 con số, những mức thu nhập mà rất nhiều người mơ ước. Ví dụ như là chị thấy là chị Ruby Lan Anh, hay là anh Ruby Lê Gia Tín, hay là rất nhiều những lãnh đạo như là Sapphire, Đào Thị Anh Minh, hay là lãnh đạo Kim Ánh, lãnh đạo Hoàng Thân, lãnh đạo Nancy Kim Yến, hay là lãnh đạo rất nhiều những cái câu chuyện, những cái tấm gương mà kiếm được những cái khoản thu nhập mà rất đáng kể trong kinh doanh là vô số kể các anh chị. Có một điều rất tuyệt vời ở đây, đó là chúng ta đang dùng một cái nguyên lý kinh doanh, đó là lực đòn bẩy cấp số nhân, đúng không ạ? Cái thời gian đầu á, các anh chị chưa có nhìn thấy cái thu nhập lớn ngay đâu, bởi vì cái cấp số nhân ban đầu nó rất là chậm đúng không? 2 lần 2 là 4, 4 lần 2 là 8, 8 lần 2 là 16. Đấy, nhưng khi mà mạng lưới các anh chị đạt đến những mức con số như là 500, 1.000, 2.000, 3.000 người rồi á, thì các anh chị sẽ thấy được cái tốc độ đòn bẩy của cấp số nhân nó kinh khủng như thế nào. Giống như hiện bây giờ một ngày có khi là vài chục, 100, 200 cái mã số đăng ký mới là cái chuyện rất là bình thường, đúng không? Trong khi những ngày đầu tiên á, một mình Hiển làm, một mình vợ chồng Hiển nỗ lực á, cứ túc tắc kiếm từng người một, từng người một, từng người một, cảm thấy rất là chậm. Nhưng mà một khi cái đòn bẩy số nhân này nó tăng lên thì các chị sẽ được cái thu nhập, các chị sẽ tăng lên theo cấp số nhân rất là kinh khủng. Và có một cái điểm khác biệt, cái thu nhập ở đây chúng ta cứ kiếm được khác với bên ngoài kia, đó là cái thu nhập của chúng ta nó mang tính chất là thu nhập thụ động, nghĩa là ngay cả khi các chị ngưng làm việc chúng ta vẫn có thu nhập. Điều này có phải là rất tuyệt vời không các chị? Có rất nhiều người bên ngoài kia họ kiếm được những mức thu nhập rất là lớn nha, thậm chí là môi giới được một cái bất động sản thôi họ có thể kiếm hàng trăm triệu đấy, nhưng vấn đề là họ ngưng làm là họ cũng mất đi cái nguồn thu nhập đúng không các anh chị? Giống như trước đây Hiển cũng từng đi làm công ty, làm quản lý, cũng từng mở kinh doanh riêng, nhưng mà khi Hiển ngưng làm những công việc đó thì ngay lập tức Hiển mất đi cái nguồn thu nhập đúng không các anh chị? Nhưng thu nhập ở Zico thì khác, nó mang đến cho chúng ta một cái nguồn thu nhập thụ động và mang đến cho chúng ta sự đảm bảo, bởi vì ngay cả khi trong cái mùa dịch này mọi người bị ảnh hưởng đến mức lương, ảnh hưởng đến cái công việc, thất nghiệp, doanh nghiệp khó khăn, nhưng mọi người không thể ngưng cái việc tiêu dùng đúng không các anh chị? Và thế là doanh số vẫn cứ duy trì và tiếp tục tăng trưởng. Thậm chí trong những cái mùa dịch này, cái nhu cầu tìm kiếm một cái nguồn thu nhập thứ hai, một công việc làm thêm còn tăng lên nữa, cho nên là thu nhập có dấu hiệu còn tăng lên nữa các anh chị. Thế thì chắc chắn một điều là ở trong kinh doanh này chúng ta hoàn toàn có thể kiếm được những mức thu nhập rất là tuyệt vời, nhưng nó không đòi hỏi chúng ta phải đầu tư vốn ban đầu lớn, hay là chúng ta phải chấp nhận những cái rủi ro như kinh doanh bên ngoài kia, và cũng không có đòi hỏi là anh chị phải có kinh nghiệm bao nhiêu lâu trước đó, anh chị phải có cái nền tảng kỹ năng gì đặc biệt đúng không ạ? Mà rất nhiều người thậm chí là
không có phân biệt giới tính, độ tuổi hay là trình độ hay là bằng cấp của các anh chị, mà tất cả chúng ta đều có một cơ hội ngang nhau, đều có thể xây dựng một cái doanh nghiệp và mang đến cho chúng ta một cái nguồn thu nhập dồi dào như vậy. Được rồi, vậy thì cái giàu thứ hai là gì các anh chị? Đó chính là cái giàu về thời gian. Đây là điều rất tuyệt vời. Thật ra thì ở bên ngoài kia thì chúng ta hay bị mắc một cái bẫy, đó là gì ạ? Đổi thời gian lấy tiền. Các anh chị đồng ý không? Ví dụ nhìn nó đơn giản, với anh ruột của Hiền trước đây làm nhân viên sale cho một cái công ty. Thì lúc mà làm nhân viên sale thì làm hết 8 tiếng, về nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình, vợ con, ăn cơm ở nhà rất là nhiều. Nhưng đến khi anh ấy lên làm quản lý, làm giám đốc của một cái nhà phân phối, lúc này anh ấy rất là bận và thường xuyên đi tiếp khách. Và có những hôm anh ấy 1-2 giờ sáng đi nhậu với đối tác mới về, rồi là hai anh chị hay xảy ra những cái tranh cãi hục hạch, và chị dâu của nó tối ngày là đến nhà ba của Hiền và bắt đầu mắng vốn là anh Hải dạo này anh về đó các anh chị. Thế thì khi mà bây giờ này, hiện tại anh đang mở một cái xưởng kinh doanh, và bây giờ mở đến ba cái xưởng, và các chị biết là rất nhiều cái áp lực, và anh ấy phải dành rất nhiều cái thời gian của mình, cái tâm huyết, cái trí óc của mình vào cái công việc kinh doanh của anh ấy, đúng không các anh chị? Và rõ ràng là mỗi lần mà Hiền, gia đình của Hiền có những cái công chuyện gì quan trọng, những cái tiệc tùng, những cái gì lớn á, thì hai anh chị, hai vợ chồng hầu như là gì ạ? Một trong hai người sẽ đi, một người ở lại, đúng không ạ? Thậm chí có những lúc mà Hiền cảm thấy rất là thương cho mấy đứa nhỏ, thương cho gia đình anh chị, tức là có những cái sự kiện mà đi với nhau đông vui cả gia đình rất là vui, nhưng mà anh chị lại không có thể đi hết cả gia đình được, cũng bởi vì gì ạ? Phải có người quản lý cái công việc kinh doanh, quản lý cái doanh nghiệp. Và cái câu cửa miệng là tôi bận lắm, anh chị bận lắm. Và ngày xưa Hiền đã từng bị như vậy khi Hiền kinh doanh truyền thống. Hiền mở cho mình một cái lĩnh vực, cái quán ăn, cái nhà hàng, các chị thấy không ạ? Câu cửa miệng của Hiền là lúc nào mà tôi bận lắm. Em nói thật sự em bận, em không thời gian. Thế thì đến một ngày có một người anh mà hỏi Hiền những cái câu mà làm cho Hiền bừng tỉnh để thay đổi với anh chị. Đó chính là em bận như vậy đến bao giờ? Em bận như vậy để làm gì? Và em có dự định bao giờ em hết bận không? Thì thực sự lúc đó Hiền chăn trở, suy nghĩ rất là nhiều đêm các chị. Rõ ràng là chúng ta bận vì điều gì? Chúng ta bận vì chúng ta có mong muốn có một cuộc sống tốt, đúng không các anh chị? Bạn có thể nghèo, bạn có thể bận, nhưng mà bạn đừng có vừa nghèo vừa bận, đúng không? Có nhiều người thật sự cái gì là mở miệng ra là tôi bận lắm, tôi đi làm, tôi cơm nước gia đình con cái đủ thứ việc ấy, nhưng mà cuối cùng cái bận của các anh chị nó có mang lại cho các anh chị cuộc sống tốt hay không, đúng không ạ? Thế thì ở trong cái kinh doanh này các anh chị, về cái thu nhập thì có thể nói rằng chúng ta khó có thể có được cái mức thu nhập mà đột phá theo kiểu là giàu lên trong một đêm, trong một ngày, giống như một số cái lĩnh vực kinh doanh bên ngoài kia mà nếu chúng ta trúng quả, chúng ta làm truyền thống. Nhưng rõ ràng là cái kinh doanh này nó có một cái điều rất tuyệt vời, đó chính là cái khái niệm thu nhập thụ động, đúng không các anh chị? Hiện cảm thấy rất là tự do trong cái công việc kinh doanh này, mình không bị ràng buộc, bị gò bó, không bị quản lý, và mình có thể làm theo cái thời gian mà mình mong muốn và mình yêu thích. Và rõ ràng cái công việc này nó cho mình nhiều thời gian vô số kể. Bởi vì sao các anh chị? Nếu như bản thân mình một ngày hiện cũng chỉ có 24 giờ giống như các anh chị có đẹp trai đẹp gái, có tài giỏi cách mấy thì ông trời cũng chỉ ban cho chúng ta giống nhau là 24 giờ. Và không ai có thể dùng 24 giờ để đi kiếm tiền, các anh chị đồng ý không? Nhưng mà nếu như bây giờ hiện dùng 8 tiếng một ngày, đúng không các anh chị? Vậy thì nhân cho 365 ngày rồi mình sẽ có được bao nhiêu tiếng một năm? Rồi nhân cho 40 năm mình đi làm, tính tổng ra mình sẽ có bao nhiêu năm? Các anh chị hình dung điều này không? Nhưng nếu như bây giờ hiện có một cái mạng lưới kinh doanh Z-Corp, bây giờ hiện đã có 10.000 thành viên, mỗi người một ngày dành cho hiện 1 tiếng đồng hồ thôi, có phải là hiện có 10.000 giờ một ngày không các anh chị? Và nếu mà nhân cho 365 ngày thì các anh chị biết hiện có bao nhiêu thời gian mỗi năm không? Đúng không ạ? Và tất cả thời gian của tất cả những người đó đều là đang góp một phần tạo nên cái nguồn thu nhập cho Hiền. Hiền vừa tự do nhưng Hiền vừa được sử dụng được đòn bẩy thời gian công sức của rất nhiều người. Điều đó là rất tuyệt vời, đúng không các anh chị? Thực ra thì có một cái nguyên lý đòn bẩy, đó là bội tăng về thời gian sẽ bội tăng về thu nhập. Các anh chị biết đó, ông Bill Gates đó, ông có 320.000 nhân viên. Anh chị tưởng tượng là 320.000 nhân viên đó, mỗi người một ngày làm việc cho ông 8 tiếng. Thì các anh chị nhân lên số giờ ông có đi, và nhân ra mỗi một người chỉ cần một ngày mang cho một đô thôi, thì ông có bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Hoặc là các anh chị thuê một cái doanh nghiệp, các anh chị thuê 1.000 công nhân, mỗi người làm việc cho các anh chị 8 tiếng một ngày, thì đó là bội tăng về thời gian, các anh chị sẽ được bội tăng về thu nhập, đúng không? Nhưng mà để có được cái lượng nhân công, cái thời gian như vậy, các anh chị phải bỏ ra một khoản vốn rất là lớn. Nhưng đến với Z-Corp, hiện chẳng bỏ gì cả, hiện chỉ tiêu dùng một vài cái sản phẩm theo cái nhu cầu gia đình của mình thôi.
và hiện xây dựng cái mạng lưới tiêu dùng này trong vòng chưa đầy một năm. Bây giờ hiện đang có gì ạ? Hơn 10.000 người, và các anh chị tưởng tượng là có những người mà họ làm kinh doanh này toàn thời gian, làm cực kỳ tâm huyết luôn, tất cả những cái thời gian của họ, có phải là đòn bẩy là gì ạ? Làm cho hiện càng giàu có với thời gian, đúng không? Thứ hai, hiện không đi làm không sao cả, vẫn có hàng trăm hàng nghìn người đi làm. Thứ ba, hiện không đi làm không sao cả, vẫn có hàng trăm hàng nghìn người đi làm. Và cả tuần như vậy, nếu các anh chị hỏi là hôm nay là ngày thứ mấy thì hôm nay là chủ nhật, ngày mai cũng chủ nhật, ngày mốt cũng chủ nhật. Đó là sự tự do về thời gian, đúng không các anh chị? Nhưng không phải các anh chị mới vô là các anh chị có ngay, mà các anh chị phải bỏ công sức ra, thời gian đầu các anh chị xây dựng. Và khi các anh chị xây dựng thành công một cái mạng lưới này thì các anh chị mới có được cái sự giàu có và sự tự do về thời gian này, đúng không các anh chị? Rồi, cái giàu thứ ba ở đây đó chính là cái giàu về gì ạ? Về bạn bè, về mối quan hệ. Rõ ràng ở bên ngoài kia chúng ta cũng có rất là nhiều bạn bè, nhưng mà xét một góc độ nào đó thì mình hay nói vui á, là bè nhiều hơn bạn. Lúc hoạn nạn rồi mới biết ai là bạn, ai là bè, đúng không các anh chị? À, đối với kinh doanh này á, thì chúng ta có rất nhiều những người anh em đồng đội, những người có thể coi nhau như người anh em trong nhà, cùng nhau động viên nhau, cùng nhau nỗ lực hướng đến mục tiêu, cùng nhau chinh phục mục tiêu và cùng giúp đỡ nhau để thành công. Bên ngoài kia nói ví dụ các anh chị nha, bây giờ các anh chị công ty có 1.000 người, xin hỏi các anh chị có bao nhiêu người á, là tổng giám đốc, bao nhiêu người là vị trí quản lý, đúng không? Hàng nghìn người cạnh tranh nhau, người ta hay nói một câu vui thôi nha anh chị, đó là ghế thì ít mà đất thì nhiều á, đúng không? Người ta cạnh tranh, người ta chà đạp lẫn nhau để người ta ngoi lên, người ta mong muốn đạt được cái vị trí ở trên cao, cho nên người ta không bao giờ giúp đỡ lẫn nhau được anh chị. Trong kinh doanh, thương trường là chiến trường, đúng không? Thành công của người này chính là thất bại của người kia, và chúng ta phải nỗ lực, chúng ta vượt lên đối thủ, chúng ta đánh bại đối thủ thì chúng ta mới thành công được. Nhưng mà trong cái kinh doanh này các anh chị, một cái nguyên lý rất tuyệt vời đó là bạn chỉ có thể thành công khi bạn giúp đỡ người khác thành công. Chính vì vậy mà bạn sẽ được sự hỗ trợ giúp đỡ từ rất nhiều người, và những người anh em đồng đội với bạn, họ sẽ là luôn là người động viên, cổ vũ và giúp đỡ cho bạn để bạn thành công. Bên ngoài kia anh chị thử hỏi một người bạn của mình, ê, mục tiêu của tao là cuối năm nay tao sẽ lên vị trí là quản lý, giám đốc chẳng hạn. Thế thì người đó họ sẽ nghĩ gì? Mày mơ mộng à? Hay là gì? Thậm chí nó còn đâm thọt mình cho ông sếp anh. Thằng Hiển nó đã là năm nay, cuối năm nay mục tiêu của nó là lên vị trí giám đốc thay thế anh đó. Anh chị thấy không? Đó, nó như vậy á. Nhưng mà trong cái kinh doanh này thì khi các chị nói là anh Hiển ơi, mục tiêu của tôi là cuối năm nay tôi muốn đạt thương hiệu Sapphire, thu nhập là 9.6 giống như anh giúp tôi được không? Ok. Không chỉ Hiển mà còn rất nhiều anh chị lãnh đạo, rất nhiều anh chị đồng nghiệp, đúng không? Sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ và giúp đỡ anh chị đạt được sự thành công. Và đây đúng nghĩa là những người bạn trong cuộc sống. Các chị biết không, một trong những giá trị mà tâm đắc vô trùng cùng trong kinh doanh này đó chính là cái sự gì ạ? Đó chính là những cái mối quan hệ bền chặt, những mối quan hệ gọi là gì ạ? Rất tuyệt vời. Ở trong cái môi trường này hiện có rất nhiều những người đồng đội anh em mà thật sự nhiều lúc mình nói là còn thân hơn cả anh em trong nhà, anh chị tin không? Đấy. Có những thứ mà mình không thể mình tâm sự mình nói ra được với cả những người thân, nhưng mà lại có những người đồng đội chí cốt, chúng ta như những người tri kỷ, chúng ta có thể san sẻ mục tiêu, san sẻ ước mơ và san sẻ động lực cũng như là san sẻ kỹ năng kinh nghiệm cho nhau để giúp nhau thành công. Và các anh chị biết là trong cái môi trường kinh doanh này các chị tiếp xúc với rất nhiều đối tượng, từ những người gì ạ, nông dân bình dị, đến những người gì ạ, sinh viên, cho đến những người làm công ăn lương, cho đến những người doanh nghiệp, những người nghệ sĩ, bác sĩ, và đủ mọi đối tượng. Và mỗi một đối tượng như vậy chúng ta sẽ học được ở họ rất là nhiều, và cũng như là chúng ta mở rộng được cái mối quan hệ của mình. Và chúng ta có thể gì ạ, ông bà mình nói là giàu vì bạn, sang vì vợ. Càng nhiều bạn thì càng nhiều cơ hội, càng nhiều cơ hội cho chúng ta thay đổi cuộc sống, đúng không? Ví dụ như vừa rồi Hiển bị cái máy tính, cái laptop của Hiển bị trục trặc, đúng không? Trong nhóm của Hiển có một cái anh Phong là IT dân sửa máy. Hiển chỉ đơn giản, anh ơi, anh kiểm tra giúp em cái máy em bị sao mà mở tắt nguồn vậy đó. Thì ông bảo ok, đưa máy của anh coi cho. Coi xong bảo em gửi tiền thôi, được rồi, không bao nhiêu hết, không sao đâu em. Rồi, tuyệt vời. Hiển không nói là chúng ta sẽ sử dụng những dịch vụ sản phẩm miễn phí, nhưng mà ý nói là gì ạ? Chúng ta có rất nhiều những mối quan hệ bạn bè, đúng không? Và chúng ta có thể gì ạ? Có được thêm những cái bài học hay là những cái kết hợp ở trong cuộc sống. Chẳng hạn như là Hiển biết một cái anh bán bất động sản, anh đang bán bất động sản ở Vũng Tàu và Bà Rịa, đúng không? Và Hiển thấy có mấy người bạn là đang quan tâm, là đang tìm đất để đầu tư. Ê, để tôi giới thiệu cho em, tôi đã đang là môi giới ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu, có gì nên kiếm mối cho đỡ mất thời gian đi tìm đấy. Thế thì mối quan hệ chính là tài sản, và trong kinh doanh này chúng ta lại được đòn bẩy về gì ạ? Về cái mạng lưới, và chúng ta có sẽ có gì ạ? Rất 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 nhiều người bạn trong cái môi trường kinh doanh này, điều đó chẳng phải là rất tuyệt vời, đúng không các anh chị? Đấy, thì các anh chị nào trong môi trường này chúng ta làm một thời gian, chúng ta cũng sẽ thấy, đúng không? Toàn những con người tích cực,
toàn những con người vui vẻ, toàn những con người nhiệt tình, toàn những con người tốt. Trong kinh doanh này bạn không có lòng tốt, bạn không có tình yêu thương và sự cho đi thì bạn rất khó để thành công. Cho nên các anh chị thấy là những người mà chúng ta tiếp xúc trong môi trường này, thì không nói là tất cả những người đều làm trong G-Corp, làm trong kinh doanh này đều là người tốt nha. Nhưng mà chắc chắn một điều là cái kinh doanh này nó hướng người ta đến cái tốt, cái chân thiện mỹ, đúng không? Cho nên là các anh chị sẽ để ý là những người vô môi trường này nào, từ từ họ sẽ hoàn thiện, tăng trưởng bản thân và trở thành những người tốt. Và khi chúng ta có những người bạn chất lượng xung quanh, những người tốt xung quanh, thì chắc chắn chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Bởi vì môi trường nó ảnh hưởng đến chúng ta rất lớn. Như ông Robert Kiyosaki có nói là gì ạ? Nếu mà 6 người xung quanh bạn họ là người như thế nào thì bạn sẽ là người tiếp theo. Anh chị nghĩ đi, anh chị hay tiếp xúc với ai thì anh chị sẽ bị nhiễm bởi những người đó. Nếu các anh chị hay tiếp xúc với những người làm công ăn lương, họ sẽ chỉ toàn bàn những cái việc là làm sao để tăng lương, làm sao để xếp thương, xếp thưởng, đút lót, đó cái kiểu thế. Thế thì chúng ta sẽ không tăng trưởng được. Nhưng mà nếu chúng ta ngồi chung, chúng ta gặp gỡ những người thành đạt, thành công thường xuyên á, họ sẽ hay bàn về những cái kèo làm ăn, những cái dự án đầu tư, nó về những cái tư duy gì ạ, tầm nhìn. Lúc đó chúng ta sẽ gì ạ, bị ảnh hưởng bởi những người đó và chắc chắn chúng ta sẽ có được cái kết quả giống như những người đó, đúng không các anh chị? Cho nên ông bà mình nói là chọn bạn mà chơi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở đây chúng ta có nhiều mối quan hệ nhưng là những mối quan hệ chất lượng. Như vậy thì đó là rất là tuyệt vời, đúng không các anh chị? Và chắc chắn đến đây chúng ta sẽ rất là giàu về mối quan hệ. Chưa biết các anh chị thành công về mặt tài chính như thế nào, nhưng mà chắc chắn một điều các anh chị sẽ có rất nhiều những người anh em, những người bạn bè đồng nghiệp tốt, đúng không ạ? Rồi, cái giàu thứ tư chắc chắn rồi, và thứ năm luôn, đó chính là cái giàu về sức khỏe và sắc đẹp. Dĩ nhiên rồi, ông bà mình nói là bán cái gì thì ăn cái đấy. Chúng ta bán phở, bán chè thì kiểu gì nhà mình cũng hay ăn phở, ăn chè thôi. Nếu như nhà anh chị bán vàng thì kiểu gì anh chị cũng đeo đầy vàng trên người, trên cổ, đúng không? Thế thì nếu chúng ta đi bán sức khỏe, đi bán sắc đẹp thì chắc chắn một điều không thể khác là các anh chị sẽ phải có sức khỏe và sắc đẹp. Các anh chị để những người mà họ bán bất động sản á, sớm muộn gì họ cũng sở hữu bất động sản, đúng không? Cái người bán bảo hiểm kiểu gì họ cũng có hợp đồng bảo hiểm mà. Và các anh chị bán sức khỏe, bán dinh dưỡng, bán mỹ phẩm, kiểu gì các anh chị cũng sẽ xài, bởi vì nguyên lý trong kinh doanh là gì? Bạn phải là sản phẩm của sản phẩm, đúng không? Các anh chị đầu tư tiền, các anh chị đầu tư về vật chất, mặt bằng, trả lương nhân công, tất cả mọi thứ bên ngoài. Nếu các anh chị kinh doanh thất bại, các anh chị lỗ, các anh chị mất vốn. Nhưng mà đến đây, những cái chi phí mà các anh chị đầu tư ra, các anh chị tiêu dùng cho gia đình, cho bản thân của mình, nó không mất đâu hết. Nó tái vào trong cái chính cơ thể, trong sức khỏe, trong sắc đẹp, trong gia đình của các anh chị, đúng không ạ? Gần như không có một cái rủi ro nào đấy cả, đúng không? Giống như vợ chồng mình nè, vợ chồng mình khi mà mình vào môi trường này, mình được gì ạ? Được hiểu về sức khỏe, hiểu về là làn da, về làm đẹp, thì tự động bản thân mình cảm thấy gì ạ? Mình đằng nào mình cũng phải tiêu dùng, nhưng mà thay vì mình tiêu dùng những nhãn hàng ở ngoài, mình tiêu dùng với G-Corp là những sản phẩm an toàn, thiên nhiên và mang đến hiệu quả rất tuyệt vời. Thế thì rất nhiều những người trong thành viên gia đình của mình đang sử dụng và những người xung quanh mình đang sử dụng thì có những cái kết quả vô cùng tuyệt vời, đúng không ạ? Về sức khỏe, về làn da, đúng không? Lúc nào cũng trông đầy năng lượng, tươi tắn và rất là nhiệt huyết, đúng không? Thế thì các anh chị vô môi trường này chắc chắn kiểu gì thì kiểu các anh chị sẽ cũng có nhiều sức khỏe và càng ngày càng đẹp hơn. Nếu như mà các anh chị làm mà càng ngày các anh chị càng tồi tệ hơn thì xem lại nha. Có thể là các anh chị rất làm biếng sử dụng sản phẩm, không dùng sản phẩm, hoặc là các anh chị dùng không đúng cách. Cho nên hãy đảm bảo rằng các anh chị, một điều nữa là gì? Vô môi trường này chúng ta sẽ được học, đúng không? Được nhiều cái kiến thức. Cho nên là chúng ta sẽ biết cái cách để chăm sóc cho bản thân mình hơn, chăm sóc sức khỏe tốt hơn, chăm sóc cho làn da tốt hơn và ý thức trong cái cuộc sống tốt hơn, thì chắc chắn càng ngày chúng ta sẽ càng gì ạ? Trẻ đẹp, khỏe hơn. Và một cái yếu tố tâm lý đó các anh chị, khi chúng ta vô môi trường này thì chúng ta sẽ không có nhiều cái áp lực giống như bên ngoài kia. Cộng với đó là nếu chúng ta có được cái thu nhập thụ động, chúng ta ở chung quanh với những người tích cực, lúc nào cũng vui vẻ năng lượng, thì tự nhiên cơ thể của chúng ta, con người chúng ta cũng thoải mái hơn, nó cũng cảm giác là nhiều năng lượng, nhiều nhựa sống hơn, và nó làm cho chúng ta tươi trẻ hơn, khỏe hơn, đúng không các anh chị? Chưa kể là làm nghề này chúng ta cần phải gì ạ? Xây dựng cho mình một cái hình ảnh tốt, cho nên đương nhiên chúng ta sẽ chăm chút cho vẻ ngoài, chăm chút cho cái sức khỏe làn da của mình, tất cả mọi cái, cho nên chắc chắn chúng ta sẽ khỏe đẹp hơn. Nói tóm lại là kiểu gì kiểu anh chị sẽ khỏe đẹp hơn, anh chị đồng ý không? Rồi, thế thì cái thứ sáu, cái cuối cùng là gì? Đó chính là chúng ta rất là giàu về cái nhân sinh quan, giàu về cái chi gọi là gì ạ? Cái tri thức. Các chị thử nghĩ xem, vô môi trường này kiểu gì kiểu, cái câu đầu tiên các chị bước vô môi trường này người ta nói với anh chị là gì? Bạn có thể kiếm tiền từ một cái túi rỗng, nhưng mà bạn không thể kiếm được tiền từ một cái đầu rỗng. Và khi các anh chị vô môi trường này, chắc chắn người ta nói rằng học
chưa chắc đã thành công, nhưng mà muốn thành công thì chắc chắn là phải học đấy, đúng không? Thế thì hôm nay ở vô cái môi trường này các chị được học miễn phí, học rất nhiều, học về gì ạ? Học về kinh doanh, học về kỹ năng giao tiếp, học về gì ạ? Là kỹ năng quản lý thời gian, học về gì ạ? Kỹ năng chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp, học rất nhiều thứ mà gần như học miễn phí không ạ? Rất là sướng đúng không? Và khi chúng ta học như vậy, chúng ta trau dồi cho bản thân mình những cái kiến thức đó, thì tự nhiên á, cái giá trị của bản thân mình được tăng lên rất là nhiều. Cái nhân sinh quan, cái góc nhìn của mình về cuộc sống nó tăng trưởng rất là nhiều. Các chị có biết không, lần đầu tiên mà Hiền được học về cái bài học kim tứ đồ á, trong cái môi trường kinh doanh này, Hiền cảm thấy là bản thân mình đã được tăng trưởng lên vô cùng luôn, tăng trưởng vượt bậc luôn. Hiền có rất là nhiều những người bạn là ngày xưa đi học cùng với mình, bây giờ ra ngoài cũng thành đạt lắm các chị. Có nhiều đứa bây giờ làm cấp là quản lý lãnh đạo rồi này kia, rồi rất là ra gì mà này nọ. Nhưng mà đổi lại là gì các chị? Thực ra thì mình không phải là chê các bạn ấy, nhưng mà có nhiều cái khía cạnh mà các bạn ấy không có được như mình. Ví dụ một cái thôi là Hiền thì Hiền nó có thích cái cuộc sống mà luồn cúi hay là định bợ đỡ ai hết các chị, đúng không? Mình phải đứng trên đôi chân của mình, và mình hoàn toàn mình không muốn là vì một cái lợi ích nào đó mà bản thân mình phải luồn cúi người khác, phải gì ạ, để cho người khác chà đạp vào cái nhân phẩm của mình. Hiền thích cái kinh doanh này là rất là tự do. Hiền không thích uống bia uống rượu, không thích người ta ép mình phải giao tiếp theo kiểu là nhậu nhẹt để mà ký hợp đồng. Và khi đến môi trường kinh doanh này, Hiền không cho phép ai là gì ạ, ép buộc bản thân mình, và mình cảm thấy mình không có thích thú như là thoải mái như là thời mình còn đi làm truyền thông. Và khi mình vào môi trường này, mình cảm thấy mình thương, mình rất là thương cho tất cả những người bên ngoài kia, đặc biệt là những người mà họ làm kinh doanh truyền thống, họ làm buôn gánh bán bưng, bởi vì đã từng trải qua cái công việc buôn bán ở ngoài đường đó các anh chị đó, và cộng với lại cũng từng làm kinh doanh, thì cũng biết rằng những người đó mình rất thương cho họ, bởi vì họ không thực sự hiểu được cái giá trị thực sự của cuộc sống này. Không biết là kiếm tiền để làm gì, đúng như ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói các anh chị, kiếm tiền để làm gì khi mà bạn không có thời gian để bạn xài tiền, khi bạn không có thời gian dành cho những người thân yêu nhất của bạn, chính là gia đình, cha mẹ, con cái của bạn, không có thời gian để bạn giáo dục con cái của bạn, đúng không các anh chị? Thành công thì nó phải toàn diện. Thành công mà chúng ta gì ạ, bất hạnh trong hôn nhân, chúng ta gì ạ, gãy đổ trong gia đình, chúng ta coi như là con cái hư hỏng, thì điều đó thực sự không mang lại cho chúng ta cái sự trọn vẹn, cái sự hạnh phúc, đúng không các anh chị? Thế thì trong cái môi trường kinh doanh này, Hiền rất là yêu cái giá trị, nó làm cho bản thân mình được tăng giá trị, được tăng trưởng, được phát triển bản thân, được tăng trưởng cái tri thức và cái nhân sinh quan sống của mình, nó giàu vô cùng luôn. Cái kinh doanh nó luôn hướng mình đến một cái người hoàn thiện. Mình phải gì ạ? Sống có trách nhiệm, sống có ước mơ, sống có mục tiêu, sống có hoài bão, đúng không? Và phải biết yêu thương, biết cho đi, biết giúp đỡ, biết đoàn kết, biết gì ạ, tha thứ. Tóm lại là trong cái môi trường kinh doanh này thật sự nó quá là hoàn hảo các anh chị ạ. Nếu các anh chị chúng ta gọi là gì ạ, cho bản thân mình một lần một cơ hội, chúng ta hòa mình vào môi trường kinh doanh này, chúng ta thực sự gì ạ, gắn mình vào trong cái mô hình kinh doanh này, và chúng ta hãy để cho những người xung quanh họ gì ạ, họ đem những cái tình yêu thương đến các chị, và các chị đáp lại bằng những cái tình yêu thương đối với họ, các chị sẽ đi được một cái môi trường kinh doanh đầy tính nhân văn và đầy cái tình gì ạ, tình yêu thương. Thì đây là 6 cái giàu chủ đạo mà các chị thấy rằng chúng ta có trong cái môi trường kinh doanh này. Còn nếu như các chị vô đây các chị kinh doanh một thời gian mà các chị không thành công, nói thật với các chị là các chị sẽ vẫn có được gần như tất cả cái yếu tố nãy giờ mình đang nói, đúng không? Các chị vẫn sẽ phải tăng trưởng về tri thức, vẫn sẽ phải tăng trưởng về nhan sắc, sức khỏe, bạn bè, tất cả mọi cái. Có thể các chị chưa thành công về mặt tài chính thì đồng ý, nhưng những cái điều kiện các chị vẫn có nhé. Nhưng mà các chị có mất gì không? Các chị nói là các chị mất vốn, mất tiền thì không có rồi đó. Tại mình có đầu tư vào vốn và tiền đâu. Mình đầu tư những cái sản phẩm mình tiêu dùng thì đằng nào mình cũng tốn ở bên ngoài. Mình không xài của Zcook, mình vẫn tốn tiền xài những cái hẹn khác mà, đúng không? Cho nên đó không gọi là vốn được. Vậy thì không mất vốn. Mất thời gian. Thời gian công ty đâu có ép mình, đâu có bắt mình là dành toàn thời gian cho công việc này, hoặc là cái thời gian chính thức của mình. Các chị ban ngày vẫn cứ đi làm 8 tiếng ở công ty bình thường. Các chị vẫn cứ điều hành cái doanh nghiệp mình đang có bình thường. Mình tranh thủ cái thời gian rảnh, đúng không? Mình xây dựng cái mạng lưới kinh doanh này, và mình tận dụng thời gian của bạn rất nhiều thời gian cho mình. Thế thì các chị không những mất thời gian mà các chị còn được rất nhiều thời gian, mới đúng, đúng không ạ? Thế thì còn vấn đề bị mất gì nữa không? Mất uy tín à? Mất uy tín thì cũng không luôn. Bởi vì sao? Nếu các chị lựa chọn những công ty đa cấp trá hình, những công ty vớ vẩn, những công ty không có pháp lý, những công ty không có chính thống, thì có thể các chị sẽ bị rủi ro là các chị mất uy tín, bởi vì sản phẩm không tốt hay là kinh doanh
không có pháp lý, không có tốt. Nhưng Zcook rõ ràng là một doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ tất cả những cái tiêu chí hợp pháp, hợp tình, hợp lý. Và nếu các chị kể cả có chưa thành công về mặt tài chính ở đây, thì các chị cũng gần như không mất gì cả. Thế thì tóm lại, ở đây chúng ta nếu thành, chúng ta có được rất nhiều giá trị. Và nếu chúng ta bại, chúng ta có mất gì đâu, đúng không ạ? Mà nói là nói bại thôi, chứ ra các chị có bại đâu, trừ khi các chị bỏ cuộc thôi. Trong kinh doanh này không có người thất bại, chỉ có người bỏ cuộc. Sẽ có một chủ đề khác để nói về gì ạ? Kinh doanh Zcook không có thất bại mà chỉ có bỏ cuộc. Hẹn gặp các chị ở một cái chủ đề khác. Thì ngày hôm nay buổi nói chuyện giao lưu với các chị đến đây là tạm dừng. Hẹn các chị trong những cái chủ đề sau. Và nếu các chị thích, hãy like, share và follow kênh, cũng như là chia sẻ kênh Giàu Sớm Nghỉ Hưu Trẻ cho những người bạn của mình, để họ kịp cập nhật những cái video thú vị. Hẹn chia sẻ hơn 16 năm kinh nghiệm về kinh doanh thương mại và bí quyết kinh doanh thành công của Zcook cho các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video sau.